Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, buổi tối ngày hôm nay chị gặp lại các bạn trong phần phát trực tiếp này. Và đây là một phần phát trực tiếp vô cùng đặc biệt. Không biết có bạn nào đã lên học cùng với chị chưa? Các em ơi, đã có bạn nào lên học cùng với chị chưa nhở? Nhanh chóng để lại lời chào tới chị ở dưới phần bình luận nhá. Ok không nào? Xin chào các em. Xin chào các bạn. À, chị đã thấy những bạn đầu tiên rồi này. Xin chào Phạm Quỳnh, xin chào em. Rồi, xin chào các bạn. Có bất ngờ không? Chúng mình có bất ngờ không? Bình thường chị hay gặp các bạn vào khung giờ buổi trưa đúng không nào? Tuy nhiên hôm nay là một buổi học rất là đặc biệt. Bởi vậy mà chị gặp các bạn trong cái khung giờ vàng buổi tối ngày hôm nay luôn. Đó, ok không nào? Bạn nào sẽ tham gia đầy đủ buổi học này cùng với chị nhỉ? À ok, xin chào Trúc Thanh, xin chào em. Xin chào các bạn. Rồi, đúng như ở tiêu đề chị đã ghi cho phần phát trực tiếp hôm nay thì buổi hôm qua đã là ngày khai giảng đầu tiên của khóa cốt 9 rồi và các bạn tham gia cùng với chị và bày tỏ cảm nhận rằng là có những điều mà lần đầu tiên em được nghe và lần đầu tiên em được nhắc nhở một cách kỹ lưỡng như vậy khi mà viết về nghị luận văn học. Thế thì hiểu được cái việc là chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn trong cái phần mà chiếm số điểm cao nhất trong đề thi như thế này. Bởi vậy mà buổi tối hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn chúng ta cùng trải nghiệm thử xem là những cái kiến thức, những phương pháp chúng mình được học trong khóa cốt văn sẽ như thế nào nhá. Ok chưa? Sẽ như thế nào? Được không nào? Và đặc biệt là bạn nào mà tham gia chia sẻ phần phát trực tiếp này và tác ít nhất, được không nào? Gọi thêm ít nhất là 3 bạn bè của mình vào học nữa thì sẽ được nhận bộ tài liệu về phương pháp phân tích văn xuôi. Ok không nào? Nhớ, về phương pháp phân tích văn xuôi là bộ tài liệu của khóa học cốt 9 dành riêng cho các bạn đấy. Và đây là quà tặng cho những bạn nào tham gia buổi học thử ngày hôm nay. Ok không nào? Để cho những bạn nào đã tham gia rồi thì em sẽ càng tin tưởng hơn vào cái quá trình học của chúng mình. Còn những bạn nào chưa tham gia thì em sẽ hiểu được hơn về nội dung mà chúng mình sẽ học ở trong khóa cốt 9 nhá. Ok không? Và nội dung mà hôm nay chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn đó chính là về phương pháp phân tích văn xuôi. Bạn nào đồng ý tham gia nào? Ok không? Có bạn nào đã từng được nghe và từng được học về phương pháp phân tích văn xuôi chưa? Xin chào các em. Ok, xin chào các bạn. Rồi. Xin chào các em. Đã bao giờ các em nghe về phương pháp phân tích văn xuôi chưa nhở? Đã bao giờ các em nghe về phương pháp phân tích văn xuôi chưa? Tức nghĩa là chị thấy nhá, các bạn đợt này là chúng mình thi học kỳ khá là nhiều đấy, đúng không? Và các bạn gửi đề về cho chị là rất nhiều những dạng đề, ví dụ như là phân tích về nhân vật Phương Định này. Đó, phân tích vẻ đẹp nhân vật Phương Định này. Hay là phân tích cảm nhận của em về một trích đoạn ở trong tác phẩm văn xuôi này. Đó, đó chị gọi chung là dạng phân tích văn xuôi. Ok chưa? Đấy, thế thì các bạn đã bao giờ học được về phương pháp để chúng mình biết được cách làm đầy đủ và cách làm sao viết được một bài văn phân tích về tác phẩm văn xuôi thật là ok chưa? Chúng mình đã được học về phương pháp như thế chưa? Ok. Rồi, xin chào các bạn. Xin chào các em. Chị nhắc lại nhá, trong buổi học hôm nay, một buổi học rất đặc biệt, nếu như mà bạn nào chia sẻ phần phát trực tiếp này và gọi ít nhất là 3 bạn bè của mình vào học, ok không? Thì chúng mình sẽ được nhận bộ tài liệu về phương pháp phân tích văn xuôi đấy. Và đó cũng chính là nội dung mà chúng mình sẽ cùng với nhau học trong buổi hôm nay. Ok không? Đó. Cho nên là chị rất mong muốn các bạn có thể tham gia tích cực buổi học này. Một buổi học rất là quan trọng đấy. Ok chưa nào? Ok không? Đó. Đã bao giờ chúng mình được nghe về phương pháp phân tích văn xuôi chưa các em? Đã bao giờ chúng mình được nghe về phương pháp phân tích văn xuôi chưa? Rồi ok. Chị thấy ở đây nhiều bạn thẳng tim này. Thế là chưa được nghe hay là như thế nào? Thế là chưa được nghe hay là được học hết rồi? Là chưa được nghe hay được học hết rồi nhở? À, bắt đầu gọi bạn bè của mình vào học rồi đây. Ok. Nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này nữa nhá các em nhá. Được không nào? Rồi. Ok, các em đã bao giờ nghe về phương pháp phân tích văn xuôi chưa?
À, ở đây là chắc là các bạn đang bận gọi bạn bè của mình vào học đúng không? Ừ, thế thì chị chia sẻ luôn nhá. Về phương pháp phân tích văn xuôi, có một số bạn nếu như mà chúng ta viết chắc tay rồi, nếu như mà chúng ta viết được những bài viết phân tích về các tác phẩm văn xuôi rất là ổn rồi và đạt số điểm cao rồi thì vẫn nên xem buổi học này được không nào? Để chúng ta trau dồi thêm. Chị tin chắc rằng sẽ có những phần kiến thức mà các em được mở mang hơn đấy. Ok không? Còn đối với những bạn mà chưa bao giờ nghe về phương pháp phân tích văn xuôi thì buổi học này là dành cho em. Ok không nào? Buổi học này là dành cho các bạn và chúng ta hãy tận dụng những kiến thức trong buổi học này để áp dụng trong tất cả những bài viết khác nữa nhá. Rồi, cái thời gian này là chúng ta đang bắt đầu đi vào rèn luyện rồi đúng không? Nhưng mà nếu như mà cứ viết hoài, viết mãi mà không có phương pháp thì chúng ta cũng sẽ rất khó để cải thiện cái số điểm của mình đấy. Ok chưa nào? Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu xem là trong khóa cốt 9, khóa luyện viết chuyên sâu về nghị luận văn học thì các bạn sẽ được học về phương pháp phân tích văn xuôi như thế nào nhá. Ok chưa? Phương pháp phân tích văn xuôi. Ở đây là văn xuôi nhá. Ok chưa nào? Và đặc biệt này và chị hướng dẫn các bạn viết ở trong cái phần thân đoạn luôn. Chứ không nói nhiều về mở đoạn và kết đoạn nữa. Ok không nào? Nhớ không nói nhiều về mở đoạn kết đoạn nữa. Chúng mình đã học rất nhiều về mở đoạn kết đoạn rồi. Nhưng có lẽ cái phần quan trọng nhất là thân đoạn thì chúng mình lại chưa được học nhiều đúng không? Xong rồi là thân đoạn phân tích thơ như thế nào, phân tích văn xuôi ra làm sao, chúng ta chưa được trau dồi nhiều. Ok chưa? Nhưng đến đây sẽ có những bạn thắc mắc với chị rằng là ô em thi giọng viết bài văn cơ, thế là em không học buổi này sao? Không các em nhớ. Bài văn của chúng ta thì chị cũng sẽ hướng dẫn các bạn để thiết lập được một bài văn thì chúng ta cũng cần những đoạn văn thật là chất lượng cơ mà. Đúng không? Cho nên là buổi học hôm nay là dành cho tất cả các em. Ok chưa? Đặc biệt là những bạn nào chưa nắm được cách để chúng ta phân tích văn xuôi thì nhất định phải tham gia buổi học này nhá. Ok chưa? Và chia sẻ phần phát trực tiếp này, gọi thêm bạn bè của mình vào học, gọi thêm ít nhất là 3 bạn bè của mình vào học để nhận được bộ tài liệu về phương pháp phân tích văn xuôi. Ok chưa? Tài liệu của riêng khóa cốt 9 đấy. Chia sẻ một chút xíu dành cho các bạn thôi. Ok không nào? Rồi, thế thì trước khi đi vào cầm tay chỉ việc cho các bạn thì trước tiên chị mong muốn các em hiểu được này. Ở buổi hôm nay chị sẽ tập trung hướng dẫn các bạn về viết thân đoạn, cách phân tích văn xuôi. Nó tương ứng với cả một buổi học ở trong lộ trình của khóa cốt 9 của chúng mình như này. Ok chưa? Sẽ tương ứng với buổi học thứ tư. Ok chưa nào? Sẽ tương ứng với buổi học thứ tư. Và đây chỉ là một phần nhỏ trong buổi học thứ tư của các bạn ở trong khóa cốt 9 thôi. Đấy, để gọi là mở rộng ra và chia sẻ cho tất cả chúng mình cùng trải nghiệm, hiểu được cách học nhá. Ok không nào? Ok chưa? Nhá, nó sẽ là buổi học thứ tư ở trong lộ trình của khóa cốt 9. Bên cạnh việc là chúng ta học xong về cách phân tích đề này, cách xác định vấn đề nghị luận này, cách tìm ý bám sát vấn đề, cách viết mở đoạn, kết đoạn, rồi phương pháp viết thân đoạn phân tích thơ, và chúng ta sẽ học về phương pháp viết thân đoạn phân tích văn xuôi. Ok chưa? Nhá, đấy. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một cái phần kiến thức nho nhỏ trong buổi học này. Đồng ý với chị không? Thế thì để mà chúng mình hiểu được là phải viết như thế nào, trước tiên hãy cùng với chị khái quát một chút vấn đề nhá. Ok chưa nào? Khái quát một chút xíu. Đầu tiên chị mong muốn các bạn có thể hiểu được yêu cầu chung về phần thân đoạn. Ok không? Phần thân đoạn này không chỉ là thân đoạn trong những bài mà chúng ta thi dạng đề là viết đoạn văn đâu nhá, mà cũng là trong tất cả các thân đoạn mà chúng mình viết đoạn văn, kể cả trong bài văn hay là thi dạng đoạn văn thì chúng mình đều phải chú ý cái phần này. Ok chưa nào? Nhớ, ok không? Thế thì phần thân đoạn của chúng ta là phần mà chúng ta phải làm gì nhở? À, là phần mà chúng ta phải đưa ra các cái lý lẽ này, đưa ra các cái dẫn chứng để chúng ta chứng minh cho vấn đề nghị luận, đúng không? Ok chưa? Nhớ, đó chính là phần mà chúng ta đưa ra các lý lẽ và dẫn chứng để chứng minh cho vấn đề nghị luận, chứng minh cho vấn đề nghị luận, đúng không? Và cái phần lý lẽ và dẫn chứng này sẽ được hệ thống hóa lại dưới một hệ thống luận điểm. Đó, ok chưa? Sẽ được hệ thống hóa lại dưới dạng luận điểm. Chúng ta nên viết theo luận điểm để đảm bảo bài viết của mình rõ ràng này, mạch lạc này. Thế thì trong đoạn văn có luận điểm hay không? Có chứ, có các em ạ, nhá, ok không? Thế nên là bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn xem là trong đoạn văn thì có những luận điểm chính nào nhá. Đây, chúng ta sẽ sang phần thứ hai luôn.
rất nhanh thôi để các bạn hiểu được thôi, chứ chị không đi sâu vào mặt lý thuyết khó hiểu đâu, được không nào? Chúng ta chỉ cần nói với nhau để hiểu được thôi, bởi vì những cái này chúng ta đâu có đem vào bài thi đâu, mà quan trọng là chúng ta hiểu được, nắm được cách làm để vào phòng thi chúng ta viết được những bài viết hoàn chỉnh cơ mà, đúng không nào? Thế nên sang phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp chung, ok không nào? Phương pháp chung thì ở đây chị tạm chia phần thân đoạn của mỗi đoạn văn nghị luận văn học ra làm hai phần các em nhé, ra làm hai luận điểm. Thứ nhất, luận điểm 1 là luận điểm chúng ta sẽ đi phân tích dẫn chứng, ok chưa nào? Là luận điểm phân tích dẫn chứng. Và luận điểm 2 của chúng ta, luận điểm 2 sẽ là luận điểm đánh giá, ok chưa nào? Sẽ là luận điểm đánh giá, đánh giá chung về dẫn chứng đó, về ý nghĩa của dẫn chứng này. Thế thì ở đây luận điểm phân tích dẫn chứng sẽ là luận điểm bắt buộc, quan trọng nhất luôn, ok chưa nào? Bao nhiêu cái hay cái đẹp là chúng ta cũng phải viết thật là kỹ, thật là chi tiết trong cái luận điểm phân tích dẫn chứng này. Còn luận điểm đánh giá là luận điểm không bắt buộc, nhưng nên có. Để làm gì? Để cho bài văn sâu sắc hơn, ok chưa? Để bài văn sâu sắc hơn, để đoạn văn sâu sắc hơn. Đấy, và buổi hôm nay chị cũng chỉ ra luôn là tại sao chúng ta phân tích văn xuôi chúng ta không biết phải viết cái gì. Tại sao một đoạn văn dẫn chứng dài như thế nhưng em lại không biết phân tích ra làm sao, đúng không? Cầm tờ đề trên tay mà không biết phải làm ý như thế nào. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học luôn nhá, ok chưa nào? Ok không? Các bạn có nghe thấy chị nói gì không? Các bạn có nghe rõ không nào? Các bạn có nghe rõ không nào? À đó, chị thấy có những bạn trong khóa cô 9 hôm nay cũng vào học này, ok không? Ok rồi, các em có nghe thấy chị nói gì không? Có nghe rõ không nhở? Có nghe rõ và có xem rõ không? Ok chưa? Rồi, thế thì ở đây nhá, chúng ta sẽ đi chi tiết từng luận điểm một này. Luận điểm 1 của chúng ta sẽ là luận điểm phân tích dẫn chứng. Trong phần này, chị sẽ giải thích cho các bạn để hiểu như thế nào phân tích dẫn chứng này. Về mặt nội dung, về mặt nội dung là chúng ta sẽ phân tích lần lượt, phân tích và cảm nhận lần lượt. Lần lượt các nội dung, hay đó cũng chính là các ý, được không nào? Các ý trong kiến thức nền. Mà chúng ta đã được học, nhưng phải làm sao bám sát với cả vấn đề nghị luận. Ok chưa? Thế thì cái cốt lõi của nội dung ở đây chính là về kiến thức nền, đúng không nào? Chính là về kiến thức nền. Nhưng cái yếu tố thứ hai cũng rất quan trọng bên cạnh nội dung để giúp chúng ta có được cái phần phân tích dẫn chứng thật là thấu đáo, đó chính là cách chúng mình diễn đạt. Thì có một vài những cái lưu ý chung, kể cả phân tích thơ hay là phân tích văn xuôi, chúng mình cũng cần phải chú ý. Đó chính là khi mà các em phân tích lần lượt các ý, các nội dung trong kiến thức nền ý, các bạn phải để ý đến quá trình liên kết, được không nào? Phải để ý đến quá trình liên kết giữa các ý với nhau này. Cái thứ hai là tất cả các ý đều phải nhằm phục vụ cho việc chứng minh cho vấn đề nghị luận, nên chúng ta phải bám sát vấn đề, ok chưa nào? Bám sát vấn đề. Và cái thứ ba, chị thấy cái này là một cái thực trạng của các bạn luôn, đấy là chúng ta viết rất nhiều các câu văn dài. Các em đã bao giờ ý thức được việc là chúng ta cứ viết hoài viết mãi mà có để ý là câu văn của mình có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ hay chưa? Có bị quá dài hay chưa? Có bị lủng củng hay không? Đúng không? Cho nên là nhất thiết phần này chị muốn chú ý với các bạn này, chúng ta sẽ không dùng quá nhiều những câu văn dài nhá. Không dùng nhiều câu văn dài. Câu văn dài nghĩa là sao? Câu văn dài nghĩa là chị cứ thấy các bạn phẩy hoài, phẩy mãi mà không thấy chấm ở đâu hết ý. Một câu văn nhưng mà chứa đựng quá nhiều nội dung trong đó, ok không? Thậm chí là một câu văn dài đến 3-4 dòng vẫn không thấy ngắt câu ở đâu.
Trong khi đấy nội dung thì nhồi nhét vào đấy rất là nhiều, đọc lên rất là lủng củng. Bởi vậy cái này là một cái điều chú ý, chị mong muốn các bạn phải chú ý này, đúng không nào? Chúng ta không dùng quá nhiều những câu văn dài. Bên cạnh đó, nếu như mà chúng ta biết tiết chế và chúng ta biết lồng ghép, sử dụng linh hoạt các cái câu văn ngắn dài khác nhau sẽ giúp cho đoạn văn của chúng ta có cái nhịp điệu riêng đấy, được không nào? Sau những câu văn dài chúng ta có một câu văn ngắn cho thấy được cái sự kết động này, đúng không nào? Đấy, cho nên là các bạn cần phải chú ý về mặt diễn đạt như thế nhá. Ok không? Ok không nào? Các bạn hiểu với chị không? Hiểu với chị không? Ok chưa? Đó. Rồi, chị biết là các bạn đang bắt đầu thắc mắc rồi đấy, bắt đầu thắc mắc và bắt đầu vào guồng học rồi đấy. Thì cứ bình tĩnh, chị sẽ giải thích từng phần một cho các bạn. Ok chưa? Nhá. Còn đối với phần đánh giá này thì sao? Đối với luận điểm đánh giá này thì sao? Bình thường viết đoạn văn các em có bao giờ đánh giá không? Viết đoạn văn, nghị luận văn học các em có bao giờ đánh giá không? Các bạn có bao giờ có cái phần đánh giá, hay là chị nói một cái thuật ngữ khác có lẽ là sẽ gần gũi hơn với các bạn, đó chính là chúng ta tiểu kết lại, đúng không nào? Chúng ta tiểu kết lại và đánh giá mở rộng. Thì ở đây chúng ta có thể đánh giá về cái gì? Đánh giá về tài năng hay là tấm lòng của tác giả này, đúng không nào? Đó. Phần này không có nhiều bạn viết được đâu, bởi vậy mà đoạn văn của chúng ta viết rất là ngắn, bài văn của chúng ta viết rất là ngắn. Chưa gì đã bị hết ý rồi, không biết viết gì nữa rồi. Thì đây chính là cái phần mà giúp cho các bạn có thể viết dài được hơn này. Và đặc biệt là không bị lùng củng, không bị lạc đề, mà chúng ta vẫn tập trung vào vấn đề nghị luận. Ok không? Bên cạnh việc chúng ta bình luận và đánh giá về tài năng, tấm lòng của tác giả, khi mà viết nên được những trang văn như thế, thì chúng ta còn có thể liên hệ mở rộng ở trong phần này nữa. Ok không nào? Ok chưa? Đấy, thế nên là đây là cái nhìn khái quát nhất về phương pháp khi mà chúng ta phân tích, viết một cái phần thân đoạn, phân tích tác phẩm văn xuôi. Ok không nào? Nhớ, một phần thân đoạn, phân tích một yếu tố, một chi tiết, một đối tượng trong văn xuôi. Thế thì bây giờ sẽ đi chi tiết. Chị biết được rằng nói như thế này vẫn là lý thuyết suông, chúng ta vẫn chưa hiểu được kỹ đâu. Ngoài, trừ khi là chỉ ra rõ các bạn là phải viết như thế nào, đúng không? Thế nên bây giờ chúng ta sẽ sang phần 3 lớn luôn. Tất cả những cái này để các em hình dung ra được thôi. Bây giờ chúng ta sang phần 3 lớn nhá, là chúng ta sẽ đi vào chi tiết luôn, phương pháp chi tiết, hướng dẫn chi tiết luôn. Ok không nào? Đây là phần hướng dẫn chi tiết luôn, từng bước sẽ làm như thế nào. Đó. Đối với những bạn mới vào thì chị nói lại để các bạn hiểu được này. Buổi hôm nay xuất phát từ cái việc là chúng ta đi thi gặp rất nhiều dạng đề là phân tích về một nhân vật văn xuôi, hay là phân tích về một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi. Bởi vậy mà một buổi học thử nhỏ nhỏ giúp cho các em hiểu được là trong khóa cốt 9 các bạn sẽ học về phương pháp phân tích văn xuôi như thế nào. Đồng ý với chị không? Và nếu như mà bạn nhỏ chia sẻ phần phát trực tiếp này và gọi ít nhất 3 bạn khác của mình vào học, thì sau khi mà chia sẻ xong và sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc, em có thể nhắn tin về cho chị để nhận bộ tài liệu, được không nào? Nhận bộ tài liệu về phương pháp phân tích văn xuôi. Ok không? Đó. Rồi một lát nữa chị sẽ lấy ví dụ để Bảo Quyên và các bạn hiểu được áp dụng vào trong tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi chúng ta sẽ viết như thế nào nhá. Ok không? Thế thì đi vào chi tiết từng bước một, chúng ta có thấy là ở đây có hai luận điểm không? Chị sẽ hướng dẫn các bạn luận điểm đầu tiên nhá. Luận điểm 1 là luận điểm chúng ta sẽ phân tích dẫn chứng, đúng không? Là luận điểm phân tích dẫn chứng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà bước vào cái đoạn văn đi vào phân tích rồi thì chúng ta phải viết những cái gì đây? Chị sẽ không nói đến mở đoạn và kết đoạn nữa nhá. Chúng ta chỉ cần tập trung vào thân đoạn thôi. Ok không nào? Ok chưa? Rồi, thế thì ở trong bước 1 này, trong luận điểm 1 này, các em hiểu được này, về dẫn chứng trong tác phẩm văn xuôi, đó có thể là gì? Đó có thể là là những câu văn mà tác giả sử dụng này, là những lời nói mà nhân vật đã nói ra này, đúng không nào? Là những chi tiết mà tác giả đã xây dựng ở trong tác phẩm. Đấy chính là dẫn chứng trong tác phẩm văn xuôi. Và nếu như thơ sẽ là những biện pháp tu từ, sẽ là những hình ảnh, là những câu thơ, là nhịp điệu thơ, thì trong văn xuôi cũng có những yếu tố đó, cũng có biện pháp tu từ, cũng có nhịp điệu, cũng có các hình ảnh, được không nào? Ở đây nó còn có thêm cả ngôn ngữ của nhân vật nữa. Đấy là tất cả những gì về dẫn chứng trong tác phẩm văn xuôi. Và chúng ta phải bám vào đấy để chỉ ra nội dung, được không nào? Chúng ta phải bám vào đó để cảm nhận, để phân tích, để chỉ ra nội dung, phục vụ cho việc làm rõ vấn đề mà đề bài yêu cầu. Ok không nào? Thế thì từ trước đến giờ khi mà học về phương pháp, chị vẫn nêu cho các bạn này, dù là phân tích thơ hay là phân tích văn xuôi, chúng ta cũng có 3 bước chính nhá. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ có 3 bước cơ bản luôn ấy. 3 bước cơ bản.
Đó là gì? Bước 1 là chúng ta sẽ giới thiệu về dẫn chứng này. Có thể là giới thiệu về vị trí này, về nội dung chính của dẫn chứng đó. Sau đó bước 2 là chúng ta sẽ trích dẫn chứng, đặt trong một kép luôn nhá, ok chưa? Và thứ 3 là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích dẫn chứng. Xuất phát từ 3 bước này sẽ giúp cho các em không bao giờ bị cái việc là chúng ta diễn xuôi này, rồi là kể quá nhiều này. Không bao giờ chúng ta mắc cái lỗi này luôn, ok chưa? Không bao giờ bị mắc cái lỗi này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã bám sát vào dẫn chứng, chúng ta trích được dẫn chứng ra, chứ không phải là chúng ta đang chúng ta đang diễn giải theo giọng văn của mình. Không phải, tôi đang phân tích dẫn chứng mà, rõ ràng đúng không? Thế thì phải phân tích như thế nào đây, viết như thế nào đây? Thế thì ở đây chị sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Chúng ta sẽ riêng về cái phần mà phân tích dẫn chứng này, chúng ta sẽ có hai cách, được không nào? Về phần phân tích dẫn chứng thì chúng ta sẽ có hai cách, ok không? Phân tích đó, thì chúng ta sẽ có hai cách, ok không? Thế thì ở đây chị nhắc lại này, dẫn chứng ở trong tác phẩm văn xuôi có thể là lời nói của nhân vật, có thể là những từ ngữ mà tác giả sử dụng, đúng không? Có thể là một chi tiết nào đấy. Đấy, thì tất cả những điều đấy chúng ta sẽ có hai cách trích và phân tích dẫn chứng mà chị khái quát này ở đây. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ trích dẫn chứng ra một cách riêng biệt. Trích dẫn chứng riêng biệt luôn, trích một cách trực tiếp, tức nghĩa là chúng ta có dấu hai chấm mở ngoặc kép đấy, hiểu chưa? Ok không? Thế thì phần này chúng ta sẽ có công thức nhá, chúng ta sẽ có công thức viết luôn đó. Công thức, chị lấy ví dụ này, chị lấy ví dụ nhá. Ví dụ như là chúng ta sẽ có đây, đoạn văn đầu tiên luôn, ví dụ luôn, đoạn văn đầu tiên trong những ngôi sao xa xôi. Đề bài yêu cầu chúng ta là phân tích cảm nhận của anh chị, nêu cảm nhận của anh chị về hoàn cảnh sống của ba cô gái được thể hiện trong đoạn văn đầu tiên, từ chỗ chúng tôi có ba người, ba cô gái, cho đến chỗ, đây, cho đến chỗ một vài thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó nằm trong đất. Được không nào? Nhớ, ok chưa? Thế là trong cái đoạn văn đầu tiên này, thế thì chúng ta sẽ trích dẫn chứng và phân tích dẫn chứng như thế nào đây? Được không nào? Chúng ta sẽ trích dẫn chứng và phân tích dẫn chứng như thế nào đây? Thì cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ dùng công thức 1 mà chị nêu ra sau đây này. Chị lấy ví dụ để các em có thể nâng lên thành công thức nhá. Hoàn cảnh sống của ba cô gái thanh niên xung phong được tác giả Lê Minh Khuê khắc họa rõ nét thông qua các từ ngữ và hình ảnh hai chấm mở ngoặc kép. Đó là chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm, con đường qua trước hang kéo lên đồi đi đến đâu đó xa, rồi đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn. Đấy chính là cái cách cơ bản đầu tiên, ok không nào? Đấy chính là cái cách cơ bản đầu tiên. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có công thức như thế nào? Chị nhắc lại công thức nhá, rồi sau đó các em thử áp dụng xem này. Đó chính là đối tượng phân tích. Đối tượng phân tích, ok chưa? Cộng với cả, đây sẽ là cụm từ cố định này, được khắc họa rõ nét thông qua các từ ngữ, hai chấm mở ngoặc kép và trích dẫn chứng ra. Đấy, ok chưa? Đây sẽ là cái công thức đầu tiên. Thế thì bây giờ chị phân tích cái ví dụ vừa rồi nhá. Đầu tiên đối tượng phân tích của chúng ta là gì? À, là hoàn cảnh sống của ba cô gái, đúng không? Hoàn cảnh sống của ba cô gái. Đó, sau đó là cộng với cụm từ cố định này, cụm từ cố định, ok không? Cụm từ cố định áp dụng cho mọi công thức luôn, là được khắc họa rõ nét thông qua các từ ngữ. Được không nào? Thế là hoàn cảnh sống của ba cô gái được khắc họa rõ nét thông qua các từ ngữ, hai chấm mở ngoặc kép và chúng ta trích dẫn chứng ra ở đây, chính là cái phần nằm trong ngữ liệu mà đề bài đã cho đấy. Được không nào? Ok không? Nhá, thế là cái phần áp dụng này, đây là công thức đơn giản nhất luôn, để đảm bảo các bạn là luôn bám sát vào dẫn chứng, không bao giờ bị kể quá nhiều. Các em có hiểu không nhở? Các bạn có hiểu không nào? Các bạn có hiểu không nào? Ok không? Các em có hiểu không? Thế thì bây giờ thử áp dụng nhá, thử áp dụng cái công thức này với cái phần khác đi, với một đoạn văn khác ở trong những ngôi sao xa xôi nhá. Đây,
Đó chính là khi mà Phương định phá bom. Đây, bắt đầu từ đoạn tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom, đất rắn, những hòn sỏi theo tay tôi bay ra hai bên. Ok chưa? Thế thì bây giờ yêu cầu của chị là em hãy nêu cảm nhận của mình về vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tinh thần của nhân vật Phương Định thể hiện trong đoạn văn trên. Được không nào? Được không? Thế thì bây giờ các bạn chỉ cần viết một câu áp dụng đúng cái công thức mà chị vừa chia sẻ với các bạn để chúng ta phân tích những dẫn chứng có trong đoạn văn này nào. Nào, chị sẽ gạch chân dẫn chứng cho các bạn chỉ việc áp dụng mà thôi nhá. Được không? Ok chưa? Đây. Chúng ta sẽ đưa cái câu dẫn chứng này vào. Đó, chúng ta sẽ đưa cái câu dẫn chứng này vào. Hoặc là có thể đưa riêng một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Đó, thế thì bây giờ chúng ta áp dụng cái công thức một này đi. Thế có phải là đối tượng phân tích ở đây là gì? Đối tượng phân tích ở đây là hoàn cảnh, à là vẻ đẹp của nhân vật Phương Định, đúng không? Vẻ đẹp phẩm chất của Phương Định chúng ta có thể áp dụng này. À, vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật Phương Định được khắc họa rõ nét thông qua các chi tiết. Hai chấm mở ngoặc kép. Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom, đất rắn, vân vân, rồi một tiếng động sắc đến gai người cứa vào da thịt tôi. Ok không nào? Nhá, một công thức rất là đơn giản cho các bạn luôn. Được không nào? Một công thức rất là đơn giản luôn. Các em có hiểu không nhỉ? Các bạn có hiểu không nào? Các bạn có hiểu không? Có vẻ như là công thức này đơn giản quá đúng không? Này bảo là ôi chị toàn dạy những cái em biết hết rồi. Toàn dạy những cái em biết hết rồi đúng không? Và nếu như mà trong đoạn văn của em cứ viết đi viết lại cái công thức này thì chắc chắn là sẽ rất là nhàm chán. Đó. Rồi, chị biết điều đó chứ? Cho nên là tiếp tục chúng ta sẽ có công thức 2. Đây là công thức 1 thôi. Cơ bản nhất mà, chúng ta còn có công thức thứ hai nữa. Đúng không? Công thức 2. Đó là gì nhở? À, đây, các em có thể áp dụng công thức này vào luôn này. Chắc hẳn phải thấu hiểu và tâm huyết lắm. Ok chưa? Cộng với tên của tác giả. Đó, rồi tiếp tục cộng với lời dẫn này, mới tái hiện thành công. Đó, rồi cộng với cả đoạn trích mà chúng ta sẽ phân tích, cộng với cả đối tượng phân tích, cộng với đối tượng phân tích. Rồi lại thêm một câu dẫn qua các hình ảnh. Từ ngữ hai chấm mở ngoặc kép trích ra. Ok chưa? Nhá. Thế thì ở đây. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng công thức này như thế nào? Trước tiên chị sẽ gạch chân những câu dẫn mà chúng ta sẽ cố định nó. Đây, đầu tiên là chắc hẳn phải thấu hiểu và tâm huyết lắm, rồi mới tái hiện thành công. Ok chưa? Mới tái hiện thành công, rồi qua các hình ảnh và từ ngữ. Đó, thế thì bây giờ vẫn là trong đoạn văn đầu tiên của Những Ngôi Sao Xa Xôi nhá. Vẫn là hoàn cảnh sống của ba cô gái. Thì thay vì việc chúng ta viết là hoàn cảnh sống của ba cô gái được khắc họa rõ nét thông qua các từ ngữ vân vân, thì chúng ta sẽ viết như thế này. Chắc hẳn phải thấu hiểu và trải qua thực tế đời sống, trải qua thực tế chiến tranh. Tác giả Lê Minh Khuê, đấy tên tác giả này, mới tái hiện một cách chân thực. Đó, cộng với đối tượng phân tích là gì? Hoàn cảnh sống của ba cô gái thông qua các hình ảnh và từ ngữ, hai chấm mở ngoặc kép ra. Ok chưa? Chị đọc lại nhá. Chắc hẳn phải thấu hiểu và trải qua thực tế chiến tranh. Tác giả Lê Minh Khuê mới tái hiện thành công hoàn cảnh sống của những cô gái thanh niên xung phong qua các hình ảnh và từ ngữ, hai chấm. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Ok không nào? Đó, rồi trích ra những cái dẫn chứng mà chúng ta có được. Hình dung ra không? Ok chưa? Ok không nào? Nhá, đấy, đấy chính là cách mà chúng ta sẽ áp dụng công thức thứ hai để khi mà chúng mình phân tích dẫn chứng và trích dẫn chứng ra một cách riêng biệt trực tiếp là dùng dấu hai chấm mở ngoặc kép, đúng không? Ok không nào? Nhá, đã bao giờ các em áp dụng cái cách này chưa?
Đã bao giờ các bạn áp dụng cái cách này chưa? Đây là một cái cách mà chúng ta có cái sự đảo ngữ lên trước đấy. Thay vì việc chúng ta vẫn viết một cách theo cái cấu trúc như bình thường là tác giả Lê Minh Khuê đã khắc họa cái gì, đúng không? Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ không viết theo một cái cách bình thường như thế nữa. Chúng ta sẽ đảo lên trước. Chắc hẳn phải tâm huyết và thấu hiểu lắm này. Hay là chắc hẳn phải tâm huyết và đã thực sự trải qua những năm tháng như thế thì tác giả mới viết nên được những trang văn như thế này. Đó, đó chính là mục đích của chúng ta. Vẫn lồng ghép với cả dẫn chứng này, vẫn nêu đầy đủ nội dung của dẫn chứng ra. Ok không? Ừ, đây là chị hướng dẫn các bạn về từng câu, từng chữ một chúng ta viết ở trong đoạn văn đấy. Hình dung ra không nào? Các bạn hình dung ra không? Các em hình dung ra không? Ok không? Các bạn hiểu không nào? Ừ, đó. Đúng rồi, chính xác. Một buổi học thử và lại có tài liệu tặng cho các em sau buổi học này nữa. Bạn nào mà chia sẻ phần phát trực tiếp này và gọi thêm ít nhất 3 bạn bè của mình vào học ngay tại buổi phát trực tiếp này thì các em sẽ được nhận bộ tài liệu về phương pháp phân tích văn xuôi. Ok không? Đấy. Thì đây là hai cái công thức giúp cho chúng ta có thể phân tích được dẫn chứng bằng cách là trích dẫn chứng ra một cách trực tiếp, riêng biệt, dùng dấu 2 chấm mở ngoặc kép. Nhưng đâu phải chúng ta chỉ có mỗi cách đó, đúng không? Chúng ta còn có cách khác nữa. Đây này, ở đây chị rõ ràng bảo hai cách cơ mà, đúng không nào? Thế thì bên cạnh việc chúng ta trích dẫn chứng một cách riêng biệt thì tất nhiên đây là một cái rất là hay khi mà chúng mình phân tích văn xuôi đấy. Đó chính là chúng ta có thể trích dẫn chứng lồng ghép vào lời văn của mình, được không? Trích dẫn chứng lồng ghép vào lời văn của mình. Đó, trích dẫn chứng, nhưng sẽ là lồng ghép. Ok không nào? Sẽ là lồng ghép vào lời văn của mình. Đó. Ok chưa? Thì cái phần này nó sẽ cho thấy sự linh hoạt của các bạn. Sẽ không có công thức chung đâu, nhưng chỉ lấy ví dụ để các em hiểu được này. Thay vì việc là chúng ta lúc nào cũng dùng dấu 2 chấm mở ngoặc kép để trích dẫn chứng ra thì như thế nhiều khi sẽ khiến cho đoạn văn của chúng mình không được mềm mại, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta dùng cách là lồng ghép vào cái lời văn của mình. Chỉ lấy ví dụ, vẫn là cái đoạn văn đầu tiên trong Những Ngôi Sao Xa Xôi thì chúng ta sẽ chọn ra những cái dẫn chứng này để chúng ta đưa vào cùng với cả lời văn của mình này. Đây, đó chính là gì? Đó là đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn. Thế thì chị sẽ viết là gì nhở? À, hoàn cảnh sống hoặc là nơi cao điểm dữ dội, ở nơi cao điểm yên ắng hiện lên thông qua những câu văn của tác giả Lê Minh Khuê. Mà ở đó, người đọc cảm nhận được sự vắng lặng đến phát sợ. Ở nơi ấy dường như không có sự sống, phải đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn, rồi hai bên đường không có lá xanh. Đấy, đấy là chị lồng ghép luôn vào cái lời văn của mình. Thông qua trang văn của nhà văn Lê Minh Khuê, bạn đọc thấu hiểu được, được không nào? Bạn đọc như được thấy hiện lên trước mắt mình là cuộc sống nơi cao điểm, dữ dội và đầy khắc nghiệt. Ở nơi ấy dường như không có sự xuất hiện của sự sống. Phải đường thì bị đánh lở loét, màu đất đỏ trắng lẫn lộn, hai bên đường không có lá xanh. Ok không? Nhá, đấy chính là cái mà chúng ta lồng ghép luôn vào cái quá trình mình diễn đạt của mình. Thì tất nhiên cái phần này nó phải phụ thuộc vào cái mạch viết của các bạn, nên sẽ không có công thức chung. Nhưng chị vẫn phải đưa ra ở đây để nhấn mạnh với các bạn là đây là một cái cách rất là hay đấy. Và đây là một cái cách mà chúng ta có thể áp dụng thường xuyên trong quá trình phân tích văn xuôi. Bên cạnh việc là trích dẫn chứng một cách trực tiếp thì chúng ta vẫn có thể sử dụng dẫn chứng để lồng ghép luôn vào với cả cái mạch văn của mình, biến nó trở thành câu từ của mình luôn, đúng không? Biến những cái dẫn chứng đấy trở thành câu chữ của mình luôn. Ok không? Nhá. Đó. Nói thì nghe có vẻ cao xa như thế thôi, nhưng thực ra từ trước đến nay các bạn vẫn viết được như vậy mà, đúng không nào? Nhưng trong buổi học chị nhấn mạnh để các em thấy được tầm quan trọng của nó. Ok không nào? Nhá, thấy được cái tầm quan trọng của nó. Rồi. Ok không? Chị có khóa cốt này là khóa viết chuyên sâu về nghị luận văn học. Còn sang đến tháng 5, chị có một khóa tổng ôn lại toàn diện kiến thức của tất cả các tác phẩm này, của cả nghị luận văn học, nghị luận xã hội và cả đọc hiểu nữa. Đấy, đấy là khóa tổng ôn và khóa đó gọi là khóa chạy văn, là gọi là cơ hội cuối cùng để chúng ta tổng ôn lại tất cả các kiến thức văn học trước khi đi thi.
Ừ, đó cho nên là thời gian này em có thể tham khảo hai khóa học đó của chị nhá, và hoàn toàn có thể tham gia cả hai khóa học để có thể trau dồi trong thời gian cuối này, gọi là học văn học khô máu luôn đúng không? Học bằng tất cả khả năng của mình luôn để chúng ta cải thiện điểm số về văn học. Được không nào? Bây giờ chúng mình vẫn còn cơ hội, nhưng để muộn hơn thì chị e rằng là sẽ không kịp nữa đâu. Ok không? Ừ, đó, học như thế này đã là rất là cấp tốc rồi đấy. Rồi, thế thì các bạn ơi, về phần phân tích dẫn chứng, chị đã chỉ ra cho các bạn chúng ta có hai cách để chúng ta trích dẫn chứng ra và phân tích này. Cách đầu tiên là chúng ta trích dẫn chứng một cách riêng biệt và trực tiếp, dùng dấu hai chấm mở ngoặc kép. Đi kèm với đó là hai cái công thức mà em có thể áp dụng cho tất cả các đoạn văn phân tích văn xuôi. Ok không? Những phần mà chị đóng khung và phần mà chị gạch như thế này chính là câu dẫn cố định. Còn lại chúng ta chỉ cần lắp tên tác giả này, lắp đối tượng phân tích vào là ok thôi. Được không nào? Ừ, đó. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ trích dẫn chứng bằng cách lồng ghép luôn với lời văn của mình một cách thật là linh hoạt và mềm mại. Rồi, thế thì với rất nhiều cách như vậy, có lưu ý gì hay không? Thì chị cũng muốn lưu ý với các bạn này. Chúng ta sẽ có những cái lưu ý nhá. Khi mà chúng mình trích và phân tích dẫn chứng, thứ nhất là chúng ta không được kể quá nhiều. Nhớ chưa? Vẫn phải nhắc lại cho các bạn là chúng ta sẽ không kể quá nhiều. Ok không nào? Khi mà chúng ta phân tích văn xuôi thì cái lỗi dễ mắc nhất của các bạn là chúng ta chỉ chăm chăm vào kể lại thôi. Kiểu như kể lại tác phẩm bằng cái lời văn của em thôi. Đó mà không nêu ra được ý nghĩa của những hình ảnh đó, ý nghĩa của những đoạn dẫn chứng mà tác giả đã viết ở trong tác phẩm như thế nào. Kể quá nhiều là như thế nào? Ví dụ với đoạn văn về hoàn cảnh sống của ba cô gái, các em kể là các em sẽ viết ba cô gái, thay vì việc dùng đại từ tôi thì các em lại dùng là kể theo ngôi thứ ba đấy, là Phương Định, Nho và Thao sống trong một cái hang dưới chân cao điểm. Ở trước hang có một con đường đi đến đâu đó rất xa. Ở đây thì đường bị đánh lở loét, những thân cây bị tước khô cháy, rồi những xác xe tăng đó, rồi chắc những chiếc ô tô hỏng nằm han gỉ, nằm lăn lóc ở trong đất. Đấy là khi mà chúng mình chỉ kể lại thôi. Nghe thì có vẻ rất là trôi chảy đấy, nhưng mà có khác gì tác giả viết đâu, thậm chí là không thể hay được bằng tác giả được, đúng không nào? Quan trọng là chúng ta phải chỉ ra được, thế thì tác giả miêu tả những hình ảnh đấy có tác dụng là gì? Thế thì tóm lại là hoàn cảnh sống của ba cô gái hiện lên như thế nào? Đấy mới là cái mà chúng ta phải tập trung chứ, đúng không? Thế nên là trong những công thức này, chị đều phải chỉ ra cho các bạn này là đối tượng phân tích là gì. Ok chưa? Đối tượng phân tích là gì là chúng ta đều phải nêu. Đối tượng phân tích này, đối tượng phân tích này. Đó, ok không? Đấy, nên là chúng ta phải đặc biệt tránh cái lỗi này nhá. Cái lỗi thứ hai này, ok không? Cái thứ hai là em thấy có nhiều công thức như thế này, nhưng mà nếu như mà cả một đoạn văn em chỉ áp dụng đúng một công thức thôi thì có được không chị? Không được đâu nhá. Tất cả công thức này chúng ta đều phải áp dụng một cách linh hoạt và sử dụng tất cả nó ở trong một đoạn văn là tốt nhất luôn. Được không nào? Khi thì chúng ta sẽ trích dẫn chúng một cách trực tiếp, khi thì chúng ta sẽ lồng ghép vào lời văn của mình. Đó, nên là luôn luôn phải có sự linh hoạt, được không? Luôn luôn phải có sự linh hoạt và phù hợp với cái bối cảnh mà chúng mình đang viết, phù hợp với cả cái mạch mà chúng mình đang viết. Ok chưa? Rồi, đấy là cái lưu ý thứ hai. Nhưng đến cái lưu ý này chị mới thấy nhiều bạn đang quan tâm này, là cách để chúng ta ghi nhớ dẫn chứng. Có đề bài thì sẽ trích ra cho chúng ta cái đoạn văn mà cần phải phân tích, đúng không? Nhưng có đề bài không trích ra thì làm thế nào? Đúng không nào? Ok chưa? Và thậm chí chúng ta muốn sử dụng những cái dẫn chứng bên ngoài cái đoạn văn đấy nữa cơ. Thế thì chúng ta phải làm thế nào đây? Thì ở đây chị chỉ ra cho các bạn hai cách để chúng ta ghi nhớ dẫn chứng nhá. Có hai cách để ghi nhớ dẫn chứng, và có thể nói dẫn chứng là trở thành cái xương sống của một đoạn văn phân tích tác phẩm văn xuôi đấy. Nếu không có dẫn chứng thì hoàn toàn chỉ là em đang diễn giải ra theo ý hiểu của mình thôi, chứ không hề bám vào tác phẩm để phân tích. Đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ có hai cách để ghi nhớ dẫn chứng. Cái này chị nói thôi này, và các bạn nhanh chóng ghi lại nhá, nhanh chóng ghi lại. Cách một là chúng ta phải nhớ toàn bộ dẫn chứng, nhớ đúng từng câu từng chữ ở trong tác phẩm. Cách đó chúng ta sẽ áp dụng với những dẫn chứng như thế nào? Cách mà nhớ toàn bộ dẫn chứng chúng ta sẽ áp dụng với cả những câu nói của nhân vật này, lời thoại nhá, áp dụng với lời thoại là một. Thứ hai là áp dụng với cả những câu văn rất đặc biệt trong tác phẩm. Ok không? Chị lấy ví dụ nhá. Chị lấy ví dụ là trong văn bản Trước lường ngà chẳng hạn.
được không nào, trong văn bản trước lượng ngà thì chúng ta phải nhớ được đúng theo cái câu văn, cái lời thoại mà nhân vật bé Thu đã nói chổng với ông Sáu, đúng không nào. Chúng ta không thể nói là bé Thu nói trống không với ông Sáu rằng hai chấm mở ngoặc kép vào ăn cơm, không, chúng ta phải nhớ đúng chính xác là gì, vô ăn cơm, đúng không nào, rồi là cơm chín rồi đấy. Đấy là những cái dẫn chứng mà chúng ta nên nhớ đầy đủ, nhớ chính xác theo như tác giả viết. Ok không? Hay là những câu văn rất đặc biệt ở trong tác phẩm. Ví dụ như là gì nhỉ? À, ở trong tác phẩm Làng thì ông Hai có những cái lời độc thoại nội tâm thì chúng ta cũng nên phải nhớ được. Ví dụ như là câu văn Làng thì yêu thật nhưng Làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Ok chưa? Nhá. Đó, hay là lời thoại của ông Hai khi mà ông mừng rỡ khoe cái tin Làng được cải chính là gì? Là Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ, đốt nhẵn. Đấy. Ok không? Đấy là những cái dẫn chứng mà chúng ta cần phải nhớ đúng theo những gì tác giả viết. Nhớ nhá, nhớ chưa? Đó là những dẫn chứng chúng ta nên phải nhớ theo đúng những gì tác giả viết. Một là lời thoại của nhân vật, hai là những câu văn rất đặc biệt ở trong tác phẩm. Những câu văn có thể trở thành chân lý ấy. Đó, những câu văn có thể trở thành bài học cuộc sống đấy. Ví dụ như là trong Lặng lẽ Sapa có gì? À, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được? Đó, ok chưa? Nhá, đấy. Thế còn cách thứ hai thì sao? Nếu như mà chúng ta học thuộc toàn bộ tác phẩm thì gần như là điều không thể rồi. Đấy là điều không thể rồi. Thế nên chúng ta sẽ có cách thứ hai là chúng ta chỉ cần nhớ được những cái từ ngữ chính thôi. Những cái từ ngữ chính, những cái từ ngữ quan trọng thôi. Nhớ theo từ chứ không nhớ theo câu nữa. Cái phần này chúng ta sẽ áp dụng đối với những chi tiết, đối với đặc điểm của nhân vật. Ví dụ như là khi mà ông Sáu, khi mà xuồng sắp cập đến bến ấy và ông Sáu vui mừng, mừng rỡ vì được gặp lại đứa con, bao nhiêu mong muốn được ôm con vào lòng, biểu hiện hết trên gương mặt của ông Sáu. Và tác giả đã dùng một cái từ rất hay để miêu tả, một cái từ rất thật luôn để miêu tả cái vết sẹo và cũng là để miêu tả được cái trạng thái tâm lý của ông Sáu lúc bấy giờ, là cái vết sẹo ở trên gương mặt ông như thế nào, dần dật. Đó, ok không? Thì các em nhớ được cái từ dần dật ấy để thấy được rằng là ông Sáu đang rất là mừng rỡ, nhưng cái sự dần dật của chiếc sẹo ấy nó như là một cái vết đen của chiến tranh. Nó xuất hiện ở trong cái niềm vui đoàn tụ của hai cha con này. Ok không? Nhớ, đấy, thế là chị lấy ví dụ cho các bạn về hai cách mà chúng ta ghi nhớ dẫn chứng. Không có ai nói chi tiết với các bạn như vậy đâu. Và chị cũng chỉ chia sẻ duy nhất một lần như thế ở trên fanpage này thôi nhá. Còn lại thì để dành chia sẻ thật là nhiều cùng với các bạn ở trong khóa cốt văn này. Ok không nào? Đấy, nên là các em cố gắng ghi nhớ được những cái bí kíp nho nhỏ như thế sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình chúng ta phân tích văn xuôi đấy. Ok không? Đó, được không nào? À rồi, tất nhiên là trong tài liệu của chúng mình sẽ có những phần đó. Nhưng mà chúng mình phải chia sẻ phần phát trực tiếp và gọi bạn bè của mình vào học thì mới nhận được bộ tài liệu đấy nhá. Ok với chị không? Rồi. Đó là những bước cơ bản để chúng ta phân tích dẫn chứng, trích dẫn chứng ra và phân tích. Tuy nhiên, các em có thấy ở bên trên này không? Ở bên trên này chị đã nêu là gì nhỉ? Trong quá trình chúng ta phân tích dẫn chứng thì chúng ta còn có nêu ra cái phần bình luận mở rộng nữa. Ok không? Nêu ra phần bình luận mở rộng nữa. Đoạn văn của chúng ta sơ sài là ở chỗ các em chỉ viết hết được tất cả những gì dẫn chứng nêu ra, chứ chúng ta không có thêm những cái phần bình luận mở rộng về dẫn chứng ấy. Được không nào? Không có thêm những cái phần suy ra xem là từ dẫn chứng như thế thì chúng ta cảm nhận được điều gì. Đấy chính là cái mấu chốt khiến cho đoạn văn của chúng mình rất 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 là sơ sài. Và đấy cũng chính là lý do khiến cho chúng ta hay than vãn là em không biết phân tích văn xuôi, em không có cái gì để viết hết. Thay vì là phân tích thơ thì một từ ngữ thôi em cũng có thể phiên ra rất nhiều ý nghĩa. Thế còn văn xuôi thì sao? Chẳng lẽ lại không có ý nghĩa gì à? Đó, thế thì ở đây chị tiếp tục nhấn mạnh với các bạn. Ở trong bước 1, trong cái luận điểm phân tích dẫn chứng này, chúng ta sẽ có thêm một phần nữa nhá. Thêm một phần nữa, bên cạnh chúng ta việc phân tích chay dẫn chứng là bám sát vào dẫn chứng rồi này, thì chúng ta cần phải bình luận mở rộng nữa. Ok không nào? Bình luận mở rộng về dẫn chứng. Đó, bình luận mở rộng về dẫn chứng.
Ok chưa? Thế thì cái bình luận mở rộng về dẫn chứng này chúng ta sẽ lại có hai cách tiếp theo. Có hai cách nhưng phần này chị sẽ chú trọng vào việc trao đổi cùng với các bạn. Các em cố gắng lắng nghe nhá. Cố gắng lắng nghe được không? Còn nếu như mà muốn nhận những cái công thức viết này, muốn được học rõ hơn, chi tiết hơn này thì nhanh tay đăng ký khóa học cùng với chị được không nào? Nhanh tay đăng ký khóa học cốt 9, khóa học đã khai giảng ngày hôm qua rồi. Và có rất nhiều bạn quan tâm và mong muốn tìm hiểu thêm về cách học của chúng ta. Thế nên là buổi phát trực tiếp này sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng mình đăng ký khóa cốt 9. Ok chưa? Sang đến buổi học thứ hai là có khối lượng kiến thức rất là lớn rồi, nên là không thể nào nhận thêm các bạn nếu như mà chúng ta không có cái khả năng tiếp thu nhanh được. Ok chưa? Đấy, cho nên là buổi hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để các bạn đăng ký khóa cốt 9 cùng với chị. Được không nào? Đó, thế thì trở lại với phần này. Về phần bình luận mở rộng về dẫn chứng là viết cái gì đây? Sao chị nói toàn những cái khó hiểu nhỉ? Đúng không? Thế thì chị sẽ cụ thể hóa bằng những cái câu văn ra cho các bạn nhá. Chị lấy ví dụ này. Khi mà chúng ta phân tích xong về hoàn cảnh sống của ba cô gái, bám sát vào những từ ngữ mà tác giả Lê Minh Khuê đã sử dụng, bám sát vào nghệ thuật liệt kê mà Lê Minh Khuê đã đem ra cho chúng ta về những hình ảnh, về bối cảnh mà nơi cao điểm ba cô gái thanh niên xung phong đang sống và làm việc. Sau khi nêu ra xong như thế rồi, chúng ta hoàn toàn có thể bàn luận mở rộng thêm về dẫn chứng đấy. Chúng ta sẽ có cách đầu tiên, cách một khi mà bàn luận mở rộng về dẫn chứng này là chúng ta sẽ gắn cái dẫn chứng này, đặt cái dẫn chứng này vào cốt truyện để chúng ta bàn luận, để chúng ta phân tích thêm. Ví dụ là gắn cái hoàn cảnh sống và làm việc của ba cô gái này là xuất hiện ở trong phần đầu của đoạn trích chúng mình được học, đúng không? Thế trước khi mà chúng ta tìm hiểu được rõ về ba nhân vật thì chúng ta được cảm nhận về hoàn cảnh sống của ba cô gái, thì phải chăng rằng đây cũng là một ý nghĩa, một dụng ý của tác giả? Vậy là chỉ bằng một vài những câu văn ngắn, đúng không? Chỉ bằng một vài câu văn ngắn, nhà văn Lê Minh Khuê đã tái hiện trước mắt bạn đọc, đã khắc họa được cái cuộc sống, hoàn cảnh sống nơi cao điểm đầy cam go, khốc liệt, đầy sự khắc nghiệt mà ba cô gái đang phải từng ngày trải qua. Ok chưa? Nhá? Ok không? Thế thì với câu văn mà chúng ta bàn luận thêm như thế đã giúp cho các em có thêm ý để viết rồi này, là đặt chính dẫn chứng này vào cái cốt truyện để chúng ta bàn luận thêm. Dẫn chứng này được đặt ở phần đầu của đoạn trích chúng mình được học. Thế thì trước khi được tìm hiểu rõ về ba cô gái thì đây sẽ chính là những khó khăn đầu tiên mà các cô phải trải qua, đúng không? Đây sẽ là những khó khăn đầu tiên mà ba cô gái phải vượt lên, phải chiến thắng để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đúng không nào? Thế là đặt vào trong bố cục của chuyện, đặt vào trong cốt truyện, chúng ta có thêm rất nhiều những ý nghĩa để viết nữa, để phân tích thêm. Đó là cách đầu tiên nhá. Cách đầu tiên là đặt dẫn chứng vào cốt truyện để bàn luận. Cách thứ hai là chúng ta có thể gắn cái mạch truyện này, gắn cái đoạn dẫn chứng ấy với mục đích sáng tác của tác giả. Ở đây khắc họa về hoàn cảnh sống của ba cô gái thì không phải là tác giả Lê Minh Khuê chỉ mong muốn là tái hiện lại cuộc sống nơi chiến trường, đúng không? Mà quan trọng rằng mục đích của tác giả là gì? Là cho thấy được những cái khó khăn, cho thấy được những cái sự khốc liệt mà ba cô gái phải vượt qua. Đó cũng chính là những sự khó khăn mà những người lính thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã vượt lên và chiến thắng bằng cái tinh thần và bằng lòng yêu nước của mình, đúng không nào? Đấy, các bạn có thấy là chỉ cần khơi mào ra thôi là chị đã có thể viết được thêm bao nhiêu ý rồi không? Bao nhiêu câu văn rồi không? Ok không? Đấy, thế nên là chúng ta không bao giờ bị thiếu ý để viết đâu, chỉ là các bạn đã biết hay chưa mà thôi. Chỉ là các bạn đã từng rèn luyện và đã từng được hướng dẫn hay chưa mà thôi. Ok chưa? Nhá? Đấy, cho nên là chị mong muốn rằng trong buổi học hôm nay các bạn đã hình dung ra được cách mà chúng ta sẽ phân tích văn xuôi. Các em có hiểu không? Các bạn có hiểu không nhở? Các bạn có hiểu không nào? Các em có hiểu không nào? Các bạn ơi, các em có hiểu không? Ok không? Em Nghi Khiết đã nhắn tin về cho chị rồi à? Ok, đợi một chút xíu thôi, em sẽ nhận được phản hồi nhá, được không nào? Học bằng cả niềm đam mê và nhiệt huyết. Ok, hiểu không nhở? Các bạn hiểu không nào? Nhớ toàn bộ từng câu từng chữ, áp dụng với những dẫn chứng về lời thoại, về những câu văn rất đặc biệt, ví dụ như lời thoại của bé Thu trong chiếc lường ngà. Ok, đó.
Đó, đúng rồi, đấy cũng chính là một trong số những cái yếu tố mà chị muốn nhấn mạnh và mong muốn các em có thể hiểu được trong buổi hôm nay. Và các bạn thấy không, một buổi học mà có rất nhiều những kiến thức luôn ấy, có rất nhiều những kiến thức, cho nên rằng là khóa học cốt 9, khóa học có 10 ngày thôi, nhưng các em phải tưởng tượng là khối lượng kiến thức chúng ta được học, được trau dồi là khổng lồ luôn ấy, là khổng lồ luôn ấy. Và những gì chúng mình được học buổi hôm nay chỉ là một phần nho nhỏ trong một buổi học của khóa cốt thôi. Để chị nói thật là kỹ để các em hình dung ra được cách học, được không nào? Đấy, cho nên là những bạn nào đã đăng ký khóa cốt rồi mà đang xem phần phát trực tiếp này thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta sẽ cùng với nhau tăng tốc và cùng với nhau học rất nhiều ở trong khóa cốt đấy. Ngày mai là được gặp lại các bạn rồi, đúng không nào? Ừ. Ok, rồi. Đó. Ừ. Rồi, ok. Hiểu đúng không nào? Chúng mình hiểu đúng không? Ừ, rất tốt. Khóa cốt 9 này học mấy buổi ạ? À? Khóa cốt 9 học 10 buổi nhá, nghi khiết nhá. Đúng không? Đúng rồi, chính xác 10 buổi. Và chúng ta sẽ có 3 buổi một tuần. Chúng ta học vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Ừ, ở đây có một số bạn tham gia khóa cốt này và đang xuất hiện ở đây rồi này. Em cứ hỏi các bạn là biết được hôm qua các bạn khai giảng như thế nào luôn. Rồi. Ừ. À, file tài liệu tặng ngày hôm nay các em nhé. Sau khi mà chúng mình chia sẻ và gọi bạn bè vào học thì chúng ta sẽ được nhận bộ tài liệu về phương pháp phân tích văn xuôi, là sẽ được học lại về những cái công thức như thế này này và cả những cái phần bình luận mở rộng, chị lấy ví dụ cụ thể phân tích ra cho các bạn hiểu cách viết luôn. Ok chưa? Ừ, các em ơi, vậy là buổi hôm nay chúng ta đã cùng với nhau trải nghiệm một cái phần kiến thức nho nhỏ ở trong một buổi học của khóa cốt 9. Các em có thấy nhiều kiến thức không? Rất nhiều luôn. Và khóa học này có 10 buổi thôi, với cái mục tiêu là sẽ cải thiện cái khả năng viết nghị luận văn học của chúng mình. Đấy là một mục tiêu không hề nhỏ đâu. Nên là khóa học này mở ra không chỉ là có sự quyết tâm của team học văn chị Hiên, mà còn là sự quyết tâm rất lớn của các bạn mong muốn cải thiện về cái phần mà nhiều điểm nhất trong đề thi của chúng ta. Ok không? Khóa học thì đã khai giảng ngày hôm qua rồi, bởi vậy mà buổi học hôm nay sẽ là cái cơ hội cuối cùng để chúng mình đăng ký khóa học. Khóa học diễn ra trong 10 buổi và có học phí là 399k. Và nếu như mà chúng ta đăng ký theo nhóm 3 người thì mỗi bạn sẽ được giảm 100k, còn có 299k một bạn thôi. Đó, cho nên là chị mong rằng đây là một khóa học mà có thể giúp cho các bạn tìm hiểu sâu hơn này và nắm chắc được phương pháp viết. Ừ, chúng ta sẽ học rất nhiều những cái công thức như thế này này, những cái phương pháp chung để áp dụng cho rất nhiều đề bài khác nhau nữa. Và đặc biệt, luôn luôn có ví dụ, luôn luôn có phần thực hành để chúng ta áp dụng những công thức, áp dụng những phương pháp mà chúng mình được học nữa. Ok không nào? Nhá, cho nên là những bạn nào muốn đăng ký khóa học này thì nhanh tay nhắn tin về cho chị. Ok chưa? Nhanh tay nhắn tin về cho chị để hiểu được cách thức tham gia và để đăng ký tham gia ngay khóa học này. Hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi, hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi. Bởi vì khóa học ngắn hạn mà, cho nên là không thể rông dài em muốn vào sau, hay là em vẫn còn đang rất là phân vân rồi em đăng ký vào sau có được không chị, thì rất tiếc là chị không thể cho các bạn vào sau được. Bởi vì khóa học ngắn hạn thôi, nên là chúng ta phải tham gia từ đầu đến cuối thì mới đảm bảo được chất lượng chứ, đúng không? Rồi. Ok. Đúng rồi. Em vô chị, em có thể xem lại nhá, được không nào? Nếu như mà các bạn đăng ký theo nhóm 3 người, tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là gọi thêm bạn bè của mình vào học. Tất nhiên là mỗi bạn vẫn một tài khoản riêng nhá, chứ không phải ba bạn chung nhau ở một tài khoản đâu, mà là mỗi bạn một tài khoản riêng. Nhưng mà đăng ký theo nhóm 3 người, ba bạn cùng nhắn về cho chị, hoặc là đại diện một bạn nhắn về cho chị và gửi thông tin của hai bạn còn lại. Đấy, sau đó thì các em chuyển tiền học phí này và chúng ta sẽ được tham gia vào khóa học. Và khi đó khóa học của chúng mình chỉ còn 299k thôi. Ừ, nếu như mà chúng mình đăng ký theo nhóm. Ok không nào? Rồi. Đó, thì đó, hôm nay chính là một buổi học thử
của khóa cốt 9 để chúng mình hình dung ra rõ nhất về cách chúng ta sẽ học cùng với nhau trong cái khóa học rất đặc biệt này. Mong rằng với những kiến thức mà chị chia sẻ với các bạn sẽ giúp các em tự tin hơn và nắm chắc hơn về phương pháp khi chúng ta phân tích một đoạn trích trong văn xuôi hay là một nhân vật trong tác phẩm văn xuôi các em nhé. Rất vui vì ngày hôm nay chị thấy có rất nhiều bạn tham gia cùng với chị và đặt những câu hỏi tương tác này. Và chị tin chắc rằng là các bạn cũng đã ghi chép được một số những cái bí kíp hay ho rồi đấy, đúng không nào? Trong những buổi phát trực tiếp sau, chị sẽ gặp lại các bạn với những cái phần kiến thức khác nữa. Nhưng mà có lẽ là sẽ không xuất hiện được nhiều vào buổi tối, bởi vì là bây giờ chị phải đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa VIP, cùng với các bạn ở trong khóa cốt 9, rồi sau này là có cả khóa chạy văn nữa. Nên chị mong rằng là chúng ta sẽ chủ động trong quá trình học, được không? Còn bây giờ thì là nói lời tạm biệt rồi. Tất cả các bạn muốn đăng ký tham gia cốt 9, nhanh tay nhắn tin về cho chị. Nếu bạn nào muốn nhận tài liệu thì nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp, gọi thêm bạn bè của mình vào học, tối thiểu là 3 bạn bè của mình vào học nhá. Đó, sau đó thì nhắn tin về cho chị để nhận bộ tài liệu ngày hôm nay. Khóa VIP thì bây giờ không nhận học sinh nữa rồi, bởi vì chúng mình đã học, các bạn ấy đã học được 2 tháng rồi em nhá. Cho nên là bây giờ chỉ có nhận học sinh cho khóa cốt 9 và khóa chạy văn thôi. Mọi thông tin em có thể nhắn tin về cho fanpage để được tư vấn khóa học phù hợp với mình. Ok không nào? Cảm ơn các em rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Bye bye.